Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online. Và như những gì anh em đã thấy ở ngoài màn hình rồi, nếu anh em yêu thích cái thể loại gọi là laser cũng như là build mới cho bác sư Nguyên Tố, và hoặc là anh em không có gì chơi, anh em muốn test sát thương các kiểu ấy, thì anh em có thể build giống như cái video ở đầu nha. Thì đây là lối build của bạn Quý Bủ yêu nước, hoặc là bạn có tên Scarlet King ấy. Thì nói sơ sơ cho anh em thì bạn này là một cái người rất là cống hiến cho cộng đồng, tại vì bạn như là modder bên Sonare Kill ấy, bạn ấy hay có những cái cập nhật, những cái dịch từ bên Trung Quốc về những cái meta, những cái đồ gì đó bạn hay chỉ trong group mình và cũng như là nhiều group khác. Nói chung là đây là một cái bạn rất là cống hiến, nên là anh em cũng có gì cảm ơn các bạn này một cái ha. Rồi, cảm ơn bạn Quý Bủ yêu nước nha, bạn Scarlet King nha. Được chưa anh em? Rồi thì bây giờ nếu anh em quan tâm đến lối build thì anh em có thể vui lòng xem đoạn sau. Đây là những cái build cơ bản của bạn. Được chưa anh em? Tại mình của bạn có bản thông tin này nọ các kiểu thứ á, mình không mượn được, nhưng mà bạn ấy có gửi video cho mình. Đó, mình sẽ thấy là được rồi, được chưa anh em? Rồi, ngoài ra thì bạn cũng có gửi cho mình combo để có thể chơi được hiệu quả nha anh em. Và thậm chí nếu anh em làm đúng á, bạn có một cái lối build như thế này, bên nick chính của bạn ấy, thì bạn có thể build đến 10 tỷ cho lên lần anh em nha. Chúc anh em xem vui vẻ và tìm được lối build nha. Có những thắc mắc gì mà không làm được ấy, thì anh em có thể vào trong Discord hỏi. Thì anh em hỏi bạn ấy, bạn trả lời, nó rất là nhiệt tình, được chưa anh em?